Hello, xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi kênh Seiko Vlog của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về tem lăn 2. Mình sẽ chơi thử với ba nhân vật. Hôm nay mình sẽ hóa thân thành ba chàng tóc đỏ chạy trong một khu rừng rất là thơ mộng. Chơi kiểu này hoái cả mắt mũi. Thật sự là nhìn đau mắt thật. Lỗ rất là đẹp. Trời tuyết này. Quá thẳng cấp rồi. Điểm của mình bây giờ là 129. Không biết ạ. Mình đã luyện game này được 3 ngày rồi. Ăn được cái hút rồi. Nó có những cái quận lửa phun lên không biết là cái gì. Nên gọi là dung nham. Không lan phun. Rồi, cuối phân à. Game này đồ hoa đen. Chơi game này cuốn hút đấy. Con quái đi làm sao nó không đuổi mình sao nhỉ? 3.000 đâu à? Mình chạy 5.000 mét rồi. Sắp được 1 triệu điểm rồi các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng được 1 triệu điểm. Full fat bullshit.